Xin chào các bạn, lại là mình đây. Với cá nhân mình thì nhóm hương cơ bản và kinh điển nhất trong nước hoa, đại diện cho sự nam tính và rắn giỏi của nam giới chắc chắn sẽ là nhóm hương gỗ. Bên cạnh nhóm hương hoa thì nhóm hương gỗ cũng là một nhóm hương mà nó vô cùng đa dạng và sinh động trong nước hoa. Chúng ta sẽ có gỗ đàn hương với sắc thái kiểu creamy, bột bột, mịn mịn, gỗ tuyết tùng, nhẹ nhàng, khô và sắc. Cỏ hương bài sẽ mang đậm sắc thái earthy, hay là hoắc hương sẽ ngửi trầm tính, gai góc. Và từng loại gỗ khác nhau trong những chai nước hoa khác nhau thì cũng sẽ có những sắc thái khác nhau, chứ không phải là chai nào cũng giống như chai nào. Cũng chính vì lẽ đó cho nên khi các bạn càng đâm sâu tìm hiểu, các bạn sẽ càng thấy thế giới nước hoa nó thật là bao la và rộng lớn. Và khi mà làm về chủ đề này thì mình có nhận được một câu hỏi là các bạn ấy đang cần một chai nước hoa hương gỗ có thể sử dụng cho nhiều dịp khác nhau trong năm. Thì trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chai nước hoa như vậy. Còn bây giờ thì không thể mất thời gian của mình thêm nữa. Here we go. Và ngay sau khi nhận được câu hỏi như vậy thì trong đầu mình lập tức nhảy số ngay ra chai nước hoa này, Vetiver Scento của nhà Mary Jane. Khi mà nghe tới Mary Jane thì chắc hẳn các bạn sẽ cảm thấy khá là lạ lẫm đúng không? Tuy nhiên, nếu như các bạn là người am hiểu về nước hoa thì mình tin chắc các bạn sẽ biết ngay từ cái tên Robert Tet, một tập đoàn lớn của Pháp hoạt động trong mảng nước hoa và hương liệu thực phẩm, đặc biệt những nguyên liệu raw có nguồn gốc tự nhiên. Trước đây thì thỉnh thoảng mình có đặt một vài lọ hương liệu nho nhỏ của Robert Tet về để có thể trải nghiệm xem đơn hương trong nước hoa nó sẽ như thế nào. Thì phải công nhận một điều là mua những sản phẩm của Robert Tet thì nó đắt lòi mắt thật sự luôn, nhưng mà công nhận đắt nhưng mà vô cùng chất lượng. Và founder của Mary Jane, George Malbert, là thế hệ thứ 5 thuộc gia tộc Robert Tet, sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống về ngành hương liệu. Ông ấp ủ tình yêu và đam mê với nước hoa, nên bên cạnh việc tham gia vào công việc kinh doanh của tập đoàn thì ông cũng đồng thời tự thành lập Mary Jane để phát triển một brand nước hoa riêng của mình. Nghe như vậy thôi thì mình tin chắc rằng các bạn cũng sẽ tự hiểu được là những nguyên liệu trong những chai nước hoa của Mary Jane cũng sẽ đều chất lượng và cực kỳ tuyển chọn rồi đúng không? Thì đó là sơ qua về Mary Jane. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới với nhân vật chính của ngày hôm nay, Vetiver Scento. Thì như các bạn có thể thấy thì chai nước hoa của chúng ta được đặt trong một chiếc hộp gỗ trông rất là tối giản và lịch sự. Mở ra phát là có nước hoa. Nếu như các bạn chưa biết thì Vetiver Scento chính là chai nước hoa bán chạy nhất của nhà Mary Jane. Và perfumer sáng tạo ra chai nước hoa này là một gương mặt khá quen thuộc. Đó chính là tác giả của những Apple Brandy này, Black Phantom này, hay Straight to Heaven của nhà Killian. Và cá nhân mình đã có dịp trải nghiệm Vetiver Scento cách đây khoảng độ hơn 3 tháng và ngay lập tức bị chai nước hoa này chinh phục. Vậy thì có gì hay ở chai nước hoa bán chạy nhất của nhà Mary Jane? Cùng trải nghiệm nha. Wow. Yes. Vừa xịt Vetiver Scento ra, chúng ta sẽ cảm thấy mùi chanh đắng khá là êm dịu, quyện với mùi cam bergamot, ngửi nó fresh, xanh ngát và hơi chua, tạo nên một cái mở đầu rất là dễ chịu, tinh tế. Nó làm cho chúng ta liên tưởng tới một chuyến dạo chơi nơi vùng quê thanh bình yên ả, không một chút ồn ào, trong một buổi chiều nắng nhẹ. Mình thấy cái opening như thế này nó sẽ không bị cảm giác quá bùng nổ giống như là những chai nước hoa cam chanh thông thường. Có lẽ là do sắc thái gỗ nó cùng xuất hiện cho nên nó giữ cho mùi hương nó không bị cảm giác vồn vã quá. Thay vào đó là một cảm giác nó rất là thanh lịch, đậm chất Pháp. Và nó sẽ không để các bạn chờ lâu đâu, nó sẽ bắt đầu xuất hiện những mùi hương gỗ đến từ cỏ hương bài và gỗ đàn hương. Nó chuyển mình một cách rất là tinh tế và mượt mà. Cỏ hương bài ở đây chúng ta sẽ thấy nó có một sắc thái khô vừa vặn, chứ nó sẽ không kiểu khô dịn, smoky hay là ẩm ướt như nhiều chai nước hoa có chủ điểm là hương bài khác đâu. Ngửi mùi hương dày nhưng mà nó khá là xanh và rắn giỏi lịch thiệp. Thêm vào đó thì nó sẽ có một chút cảm giác earthy, nhưng mà earthy ở đây sẽ là một cái kiểu nó sạch sẽ, chứ nó sẽ không phải là một cái kiểu mà nó dirty hay là nó khó ngửi đâu. Và đây chính là một trong những sắc thái của Vetiver mà mình cực kỳ thích. Bên cạnh đó chúng ta sẽ có thêm gỗ đàn hương, ngửi nó kem kem béo ngậy. Khi mà kết hợp cùng với cỏ hương bài, nó sẽ cho chúng ta một cái mùi hương theo kiểu mùi gỗ thanh sạch, khoan khoái, dễ chịu. Nó mềm mại nhưng mà nó vẫn rất nam tính. Còn về độ bám tỏa thì cá nhân mình thấy Vetiver Scento nó làm ở mức tròn vai, nó tỏa ở mức vừa phải, không quá gần cũng không quá xa. Nó sẽ không bị kiểu yếu giống như là Skin Scent, và nó cũng sẽ không bị kiểu bốc tỏa hừng hực mạnh bạo giống như là Santa 33 của nhà Le Labo. Còn về khả năng lưu hương trên da thì trên da của mình nó sẽ lưu được khoảng tầm 7 tiếng. Một con số mình nghĩ là có thể chấp nhận được. Tổng quan lại về Vetiver Scento thì đây sẽ là một chai nước hoa hương gỗ rất hay, với chủ đạo là gỗ đàn hương và cỏ hương bài, ngửi tinh tế. Mọi nguyên liệu được nêm nếm một cách vừa vặn và hòa hợp với nhau, tạo ra một mùi hương thanh lịch, sạch sẽ, tinh tươm, khoan khoái và hiện đại. Và cá nhân mình đánh giá rằng đây sẽ là một mùi hương gỗ cực kỳ đa dụng, các bạn có thể sử dụng gần như là mọi dịp trong năm, kể cả là trời nóng hay là trời lạnh, kể cả là các bạn đi làm văn phòng hay đi hẹn hò, đi cà phê, đi chơi thì đều có thể sử dụng được Vetiver Scento. Nếu như các bạn thích những mùi hương theo kiểu ồn ào, bốc tỏa hừng hực
như kiểu là Umbrella Leather của Sanford hay là Satao 33 của Lelabo thì các bạn có thể ngay lập tức bỏ qua chai nước hoa này. Còn nếu các bạn là một người theo trường phái ăn mặc đơn giản này, lịch sự này, không thích show off, không màu mè mà thích một cái sự tinh tế thì mình nghĩ rằng Vetiver Central nó là một sự lựa chọn khá phù hợp dành cho các bạn. Và nếu chỉ được mô tả Vetiver Central bằng một câu duy nhất thì nó sẽ là một mùi hương gỗ tinh tế, an toàn nhưng không tẻ nhạt. Và đợt này thì mình nhận được khá là nhiều câu hỏi của anh em liên quan tới vấn đề làm sao để có thể khắc phục được tình trạng mụn cho những người hơi lười skincare. Thì đây là một điều hết sức dễ hiểu thôi, bởi vì chúng ta thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi này, chưa kể là tuổi trẻ thì sinh hoạt ăn uống không điều độ, cho nên là rất tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập. Chính vì vậy cho nên trước tiên mọi người phải chú ý tới chế độ sinh hoạt, và bên cạnh đó không thể thiếu được những bước chăm sóc da cơ bản. Và combo 3 sản phẩm của Manstay Simplicity sẽ giúp cho anh em cải thiện vấn đề này. Dành cho ai chưa biết thì Manstay Simplicity là thương hiệu chăm sóc da cho nam, hướng đến sự tinh gọn, dễ dùng, dễ hiểu, chất lượng tốt với chi phí hợp lý. Chỉ với 3 bước tinh gọn: sữa rửa mặt sạch dầu nhờn và ngừa mụn, tiếp đó sẽ là serum ngừa mụn và làm dịu da, và cuối cùng sẽ là kem dưỡng ẩm đa năng. Và các bạn nhớ là bôi theo thứ tự lỏng trước đặc sau, tức là chúng ta sẽ bôi serum trước rồi mới tới kem dưỡng ẩm nhá. Với sản phẩm serum này thì mình thấy mùi của nó ngửi thanh, dễ chịu, thẩm thấu nhanh trên da. Khi mà bôi lên thì nó thấm khá là nhanh, không mất thời gian chờ để cho nó khô, và mình cũng không thấy hiện tượng bị bết rít, khó chịu. Và mọi người lưu ý rằng đây không phải là những sản phẩm thiên về treatment, cho nên là nó sẽ không thay đổi bùm một cái sau 1-2 lần sử dụng được, mà các bạn phải sử dụng đều đặn thì sẽ thấy được kết quả từ từ nhá. Và anh em hoàn toàn có thể tham khảo những combo làm sao phù hợp với nhu cầu của mình, như là giảm dầu nhờn này, giảm da khô, giảm mụn, dịu da hay là mờ thâm sạm vân vân. Anh em có thể xem trực tiếp trên website của brand nhá. Và ngoài ra thì mình có xin được brand cho các bạn viewer của mình một code giảm giá 15% khi mua hàng qua website, đó là Men's Hoàng 15, mình để mã trên màn hình nha. Với việc sử dụng đều đặn những sản phẩm của Manstay Simplicity trong khoảng 2 tuần thì anh em sẽ thấy là tình trạng mụn nó sẽ giảm đi đáng kể. Và anh em hoàn toàn yên tâm là những sản phẩm này thì đều sử dụng những thành phần có nguồn gốc tự nhiên, cho nên là an toàn với rất nhiều loại da của đàn ông Việt Nam. Thì vừa rồi là Vetiver Central của nhà Mary Jane, một chai nước hoa hương gỗ cực kỳ đa dụng. Thì không biết ở đây đã có ai trải nghiệm chai nước hoa vừa rồi chưa? Comment cảm nhận của mọi người xuống phía dưới cho mình và những người khác cùng biết với nhá. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình hôm nay. Mọi người đừng quên bấm nút đăng ký bên cạnh có khoảng trống bấm để không bỏ lỡ bất cứ video nào của mình. Còn bây giờ thì